Freeland là một thuật ngữ khá quen thuộc trong bóng đá. Nó nhằm ám chỉ chính sách mua bán nhằm hướng đến những cầu thủ thuộc dạng tự do. Phong cách chuyển nhượng Freeland giúp các đội bóng tiết kiệm được thu chi nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đội hình nhằm hướng đến những mục tiêu chiến lược. Tuy vậy, muốn thực hiện được Freeland không phải là chuyện dễ dàng. Nó đòi hỏi câu lạc bộ phải hội tụ rất nhiều điều kiện khác nhau về chuyên môn lẫn cả yếu tố ngoại cảnh. Ở thời điểm hiện tại, Juventus đang là một trong những đội bóng mát tay nhất tại Ý lẫn châu Âu trong những thương vụ không đồng. Sau đây, hãy cùng cả bóng đá tìm hiểu lý do vì sao Juventus là rất thuận lợi trong việc săn đón những ba hợp đồng miễn phí. Pogba, Di Maria, miễn phí nhưng cực chất. Mùa hè này, hai ngôi sao gây tiếng vang là Angel Di Maria và Pogba đã cặp bên Allianz thời gian chuyển nhượng tự do. Đó có thể xem là sự nối dài truyền thống mùa sắm khôn ngoan và cái duyên với những hàng free của lão phu nhân trên thị trường chuyển nhượng. Sau 6 năm, Pogba một lần nữa tái hợp Juventus. Ở tuổi 29, tiền vệ này vẫn còn vài năm đỉnh cao phía trước. Câu lạc bộ thành Turin từng có được món hời chưa từng có trong lịch sử. Họ không chỉ một mà tới hai lần sở hữu Pogba với giá không đồng, mà thậm chí còn thu về hơn 100 triệu euro từ việc bán tiền vệ người Pháp cho Manchester United. Còn Di Maria, anh đã bắt đầu những năm tháng cuối cùng trong sự nghiệp. Và dĩ nhiên Juventus là một bến đỗ phù hợp cả về danh tiếng lẫn môi trường thi đấu với nhạc trưởng tài hoa người Argentina. Trận Finalissima mới đây giữa Argentina và Italia thêm một lần chứng minh ở cái tuổi 34, Di Maria vẫn đang rất hứng khởi. Một mình anh đã khuấy đảo hàng thủ nước Ý trong một ngày mà Albiceleste giành thắng lợi trọn vẹn 3-0. Di Maria ký ba hợp đồng có thời hạn 1 năm cùng Juventus. Anh nhận mức lương 5,5 triệu euro cộng thêm 1,5 triệu euro liên quan đến số lần ra sân. Rất có thể Juventus cũng sẽ là đội bóng châu Âu cuối cùng của Di Maria trước khi anh trở lại quê nhà khoác áo đội bóng thuở niên thiếu Rosario Central. Di Maria có việc đá cho Bianconeri như một sự duy trì cơ hội nhằm hướng đến World Cup 2022. Sức hút của Juventus. Mặc dù ngai vương nước Ý đã rời xa lão phu nhân hai mùa giải, thế nhưng về sức hút trên thị trường chuyển nhượng, Juventus vẫn vô địch tại xứ sở mì ống. Bên cạnh giá trị thương hiệu khổng lồ cùng lượng fan lớn nhất nhì nước Ý, thời gian thống trị quá lâu tại Serie A cũng như thành tích tốt hơn ở mặt bằng chung của Calcio tại Champions League nhiều năm qua là đủ để quyền ưu tiên mua sắm về tay lão phu nhân. Inter hay AC Milan có thể nổi lên với hai chiếc Scudetto gần đây. Thế nhưng, nếu chỉ xét về mặt chuyển nhượng, các tân binh được đem về Giuseppe Meazza không thể nào so bì với chất lượng với Federico Chiesa, Dusan Vlahovic hay mới đây nhất là Angel Di Maria, Pogba hay trước đó là Cristiano Ronaldo. Một khi Juventus trở thành vương quốc của nước Ý trong khâu chuyển nhượng, họ cũng sẽ có nhiều cơ hội hơn để có những ba hợp đồng miễn phí. Những cầu thủ đã hết hạn hợp đồng có thể chia làm ba trường hợp. Một là những ngôi sao lớn tuổi muốn tìm một bến đỗ nhẹ nhàng hơn. Hai là những cầu thủ bị hắt hủi. Và ba là những cầu thủ đang đạt độ chính muốn tìm thử thách mới. Ở thời điểm hiện tại, đội bóng đến từ thành phố công nghiệp nước Ý hoàn toàn đáp ứng cho tất cả ba trường hợp trên. Môi trường bóng đá tại Serie A lúc này không còn khắc nghiệt như thời kỳ đỉnh cao, phù hợp cho những ngôi sao lớn tuổi muốn duy trì phong độ nhằm hướng đến những mục tiêu cao hơn. Với những cầu thủ hắc hủi nhưng có tiềm năng, Juventus tỏ ra rất mát tay trong việc tái sử dụng. Còn trong trường hợp là những ngôi sao đi tìm thử thách mới, Juventus cũng là một cái tên đủ tầm cỡ để có thể lấp đầy khát khao phát triển của họ. Ngoài ra, sức hút của Juventus đối với các cầu thủ tự do còn đến từ lý do ngoài chuyên môn, mang tên điều kiện sinh sống. Torino là một trong những thành phố đáng sống nhất trên thế giới. Nơi đây có một nền văn hóa và lịch sử vô cùng phong phú, được biết đến với nhiều phòng trưng bày nghệ thuật, nhà hàng nổi tiếng, nhiều nhà thờ lớn, cung điện, công viên, nhà hát, thư viện, bảo tàng. Người ta thường nghĩ đến yếu tố bóng đá mới quyết định điểm đến của một cầu thủ, mà quên mất rằng ngoại cảnh cũng quan trọng không kém. Vì suy cho cùng cầu thủ cũng là con người, họ cũng cần một không gian sống đủ tốt cho bản thân cũng như gia đình có thể định cư lâu dài. Ví dụ điển hình nhất có thể kể đến trường hợp của Thibaut Courtois, người cứ nặng nặc đổ về Madrid vì chán sống một mình ở thủ đô London đầy lạnh lẽo. Cầu thủ free đôi khi lại hay hơn bom tấn. Ba hợp đồng miễn phí đầu tiên mở ra chính sách Freeland của Juventus đó chính là Andrea Pirlo. Vì Pirlo chia tay Arsenal cặp bên Juventus đã làm thay đổi cán cân quyền lực tại Serie A và mở ra một thời kỳ thống trị của lão phu nhân. Andrea Pirlo, số 10 mùa giải chơi bóng tại San Siro,
đã bất ngờ chuyển đến thành Turin trong sự tiếc nuối của Milanista. Ngày đó, có thông tin cho rằng ban lãnh đạo AC Milan cảm thấy cựu tiền vệ sinh năm 1979 đã hết thời. Nhưng thực tế thì hoàn toàn khác biệt. Tiền vệ từng cùng với Italia vô địch World Cup 2006, thậm chí là kiến trúc sư trưởng trong thành công của Juventus ở 4 mùa giải liên tiếp. Ngoài sự mát tay từ thương vụ Pirlo, Juventus còn có được Paul Pogba từ Man United khi tiền vệ này mới 19 tuổi. Juventus chỉ phải trả 800.000 bảng phí đào tạo cho Man United. Không nhiều người nghĩ rằng đây là một bản hợp đồng khôn ngoan. Nhưng chỉ sau đó 4 năm, Paul Pogba khiến tất cả ngỡ ngàng khi thăng tiến để trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất châu Âu và buộc Man United phải chi số tiền kỷ lục để mang anh quay trở về. Pogba đã ghi 34 bàn và có 43 kiến tạo, giúp Juventus giành 4 danh hiệu Serie A liên tiếp, 2 Coppa Italia và 1 lần vào chung kết Champions League. Sau Pogba, Juventus còn mang về Patrick Evra, Dani Alves, Sami Khedira, Fernando Llorente, Bedi Benatia, Kingsley Coman, Emre Can mà không mất bất kỳ một đồng nào. Tất cả đều đóng vai trò quan trọng trong thành công suốt nhiều năm qua của đội bóng sọc trắng đen. Ngược lại, có không ít ba hợp đồng mà Juventus chia ra hàng đống tiền nhưng lại mang đến sự thất vọng, như Edwin van der Sar, người chuyển đến từ Ajax với con số kỷ lục 7,5 triệu euro vào năm 99. Tuy nhiên chỉ 2 năm sau, van der Sar phải rời đi do không phù hợp với môi trường Serie A. Nối gót van der Sar còn là sự chán chường từ Marcelo Salas với 28,5 triệu euro, Amaury 22,8 triệu euro hay Diego 25 triệu euro. Khả năng chuyển nhượng miễn phí của Juventus. Trên thực tế, Juventus không phải câu lạc bộ nổi tiếng nhất trong việc săn cầu thủ miễn phí, đó là AC Milan trong giai đoạn cuối triều đại Silvio Berlusconi. Thời điểm đó, vị phó chủ tịch khét tiếng Adriano Galliani thường xuyên bước ra thị trường chuyển nhượng với một chiếc túi rộng, nhưng vẫn mang về những ngôi sao có giá trị thương mại nhất định. Kaká, Torres, Essien hay Diego Lopez được cặp bên San Siro theo cách như vậy. Thế nhưng sau tất cả, phần lớn những thương vụ này lại là thất bại. AC Milan mua cầu thủ theo kiểu ăn cơm chúa, múa tối ngày, chứ không có chiến lược cụ thể. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến Rossoneri ngục lặng trong sự thất vọng trước khi trở lại với chiếc Scudetto mùa vừa rồi. Và như đã nói, Pirlo đến Juve được coi là bước ngoặt về mặt thành công của Juventus, đồng thời cũng đưa chiếc chìa khóa chuyển nhượng Freeland từ thành Milan về thành Turin. Nhìn chung, kỹ năng mua bán của ban lãnh đạo Juventus thực sự ở một đẳng cấp rất khác so với phần còn lại của châu Âu. Điều khác biệt giữa Bianconeri và những câu lạc bộ săn hợp đồng miễn phí khác có lẽ là thái độ tiếp cận. Ban lãnh đạo Juventus luôn tìm hiểu rất kỹ càng cầu thủ trước khi xúc tiến việc tiếp cận và ký kết hợp đồng. Quá trình quan sát công phu giúp Juventus xác định cầu thủ tự do mà họ hướng đến sẽ đóng vai trò như thế nào tại câu lạc bộ. Thay vì đối xử với cầu thủ như một món hàng miễn phí muốn dùng thế nào tùy ý, Juventus đối đãi với những cầu thủ miễn phí công bằng như bất kỳ ngôi sao đắt giá nào. Do đó, nó tạo ra tiền đề giúp Juventus dễ dàng hơn trong việc mua free những cầu thủ chất lượng. Vừa rồi là những lý do giải thích vì sao Juventus lại có duyên với những cầu thủ miễn phí. Thành thực mà nói, Juventus mới là câu lạc bộ có tiềm lực nhất tại Serie A vào lúc này, bất chấp phong độ của họ đã không còn như nhiều năm trước. Việc sở hữu Di Maria và Pogba với giá không đồng có thể được xem là dấu hiệu cho thấy sự trở lại của Bianconeri sau hai mùa giải tương đối ảm đạm.